Dạ 1m57 chị. Mấy? 1m57. Cởi cây tre, cởi cây tre đó. Nhiều m57, m75 á chị, đó nó ngược. Dám chơi chữ với tôi ha, hồi tôi qua bao cao. Có nhiều bạn nữ hay cắn đó. À không thích cắn. Đúng rồi, đúng rồi. Không thích cắn mà nhéo được không? Mời bạn nam. Wow. Tốt mà, ai cũng gõ tươi đó. Mời bạn nữ. Chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào em. Chào bên Nhật, bạn gái. Dạ, chào anh. Chào bạn nữ bên kia. Mình tên là Đỗ Phước, năm nay 27 tuổi. Mình sinh ra ở Lâm Đồng. Giờ em đang làm gì ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang làm kỹ sư xây dựng ở một công ty ở Biên Hòa. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Lý, hôm nay em 25 tuổi. Em sinh ra ở Đồng Nai và hiện tại em đang là nhân viên kỹ thuật của một công ty may ở Biên Hòa. Là cùng quê ha. Hôm nay bạn đến đây tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng ta phải trải lòng mình cho bạn kia hiểu luôn nha. Dạ. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình cách đây khoảng khoảng 3 đến 4 năm thì em chia tay. Mối tình nó kéo dài khoảng cỡ chừng 4 năm. Trời ơi, 4 năm sao chia tay vậy Cưng? Lúc đó thì hai đứa cũng tuổi còn nhỏ nữa, giống như hai đứa trẻ con yêu nhau vậy chị. Thì có những cái bất đồng về tính cách. Lâu dài nó thành mâu thuẫn, hai đứa cuối cùng nói lời chia tay. Mời bạn gái, mình tình trường như thế nào em? Dạ, em thì mới chỉ quen có một mối tình đó chị. Kéo dài một năm và kết thúc cũng gần được 2 năm rồi. Lý do chia tay là, nói chung là trong cái cuộc tình thì cũng có những cái mâu thuẫn, hiểu lầm giận dỗi này kia, nhưng mà em vẫn chấp nhận được. Cho đến khi là em biết được người đó là trong thời gian quen em vẫn là hẹn hò với một người khác, thì em không có chấp nhận được điều đó nên là em chia tay. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Ngoại hình thì em thích một người bạn trai cao khoảng 1m73 trở lên. Tại vì cao em quá, tại vì em cao 1m67 rồi chị. Em mà mang giày lên nữa thì nó... Bạn trai cao nhiêu vậy? Dạ 1m57 chị. Mấy? 1m57. Cởi cây tre, cởi cây tre đó. Có nhiều 1m57, 1m75 á chị, đó nó ngược. Dám chơi chữ với tôi ha, hồi tôi qua bao cao. Lát chị qua kiểm tra giùm em nha. Kiểm tra giùm em. Rồi thì em thích người có chân mày mà nó nằm gọn á chị. Chân mày nó nghe mà nằm gọn á. Những người đó là nói vậy nghe. Đàn ông thì lông mày phải rậm rạp chứ. Không, ý em là nó vẫn rậm rạp nhưng mà nó ngang bằng chứ không có xòe cái đuôi ra. Lông mày có xòe cái đuôi ra nữa hả? Lông mày phải gọn, quân mặt sáng và hiền lành phúc hậu. Bạn trai bên kia muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Về ngoại hình thì một bạn nữ cao khoảng 1m50 đến 1m65 thôi. Tóc dài, không mập và da thì tương đối trắng. Còn về tính cách thì hòa đồng, yêu thương trẻ con. Để anh qua anh gặp mình bạn gái bên kia nha. Đàn gái, coi sao anh qua anh tính tiếp. Cao 1m67. Ồ, chào anh gái, cao. Dạ. Chúc mừng năm mới. Dạ, chúc mừng năm mới anh. Đây, lì xì em. Đây hơn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh năm mới là gia đình hạnh phúc nè, vạn sự an khang thịnh vượng. Rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc em và gia đình sức khỏe nha. Dạ. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Em không thích con trai gia trưởng nè. Vô tâm nè, hay than phiền. Con trai thì phải có chí lớn. Dạ vậy thôi. Cái đó anh đáp ứng được em ơi, yên tâm đi. Hút thuốc nữa. Bên kia không hút thuốc luôn. Dạ. Khỏe rồi. Dạ. Nếu như làm dâu em làm dâu được không? Nói chung theo cái quan điểm của em á, thì làm dâu cũng không có vấn đề gì lớn hết. Nhưng mà nếu mà được thì em vẫn thích là có một cuộc sống riêng tự do hơn. Dạ. Rồi, được rồi. Anh bên kia về chiều cao này kia hợp, rất hợp em đó. Dạ. Hai người thấy cũng hợp lý đó. Để tôi coi, không đòi hỏi gì nữa hết đúng không? Dạ, hỏi thử coi có phải làm dâu không chị? Là sợ làm dâu đúng không? Không phải sợ nhưng mà em cũng muốn biết trước. Ôi, chào chị. Cao 1m57 đồ ha. Để tết đừng có lừa cằn nhằn ta. Lì xì lấy hên đi nè. Tặng em Cát Tường như ý, chúc em năm mới nè, nhiều sức khỏe nè, mọi sự bình an. Dạ, đó, cái chính là mọi sự bình an. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn em. Và với lại nhờ chị thuyết phục bạn gái bên kia giùm em. Bao thơ lì xì là một chuyện, còn cái chuyện thuyết phục thì để chị phải hỏi em một chút xíu đã, ngồi xuống. Dạ rồi. Bạn gái nhờ hỏi trước là có làm dâu hay không. Em xin giới thiệu chị là em là con út trong nhà. Thì hiện nay em đang sống với ai? Em sống với ba mẹ. Trong nhà mình đông anh chị em không? Nhà em có 9 anh chị em cơ. Em là con út mà giờ còn mình em chưa lập gia đình thôi. Thì bây giờ gặp cái trường hợp là toàn dân giục cưới rồi chị ạ.
về ba mẹ cũng cũng hối em lấy vợ nữa. Còn nếu mà muốn ra ở riêng thì đảm bảo là có khả năng để ra ở riêng. Vẫn có khả năng ra ở riêng đúng không? Rồi vậy là tốt. Em có cái yêu cầu gì bên nhà gái không? Em muốn tìm một người phụ nữ truyền thống ấy chị. Nên những bên bạn gái mà ăn chơi đua đòi quá thì em cũng thích. Giả sử có đi đâu chơi thì có thể dẫn em theo hoặc là hỏi ý kiến em trước. Với lại một người tôn trọng ý kiến của đối phương. Thế em đi em có hỏi người ta trước không? Tất nhiên có, em yêu cầu người ta tôn trọng mình thì trước tiên em phải tôn trọng người ta đã. Rồi, gì nữa? Có nhiều bạn nữ hay cắn đó. À, không thích cắn. Đúng rồi, đúng rồi. Không thích cắn mà nhéo được không? Được chị, nhẹ thôi nha chị. À, vậy là anh sợ đau, nói chung là anh sợ đau. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Thôi vậy thôi chị. Chắc chưa? Chắc rồi chị. Để lát cho em tự tìm hiểu đi nha. Bây giờ mình gặp người thân đi em gái, đi với ai? Dạ em đi với chị hai và anh rể của em. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Trà Cát Tường và chào tất cả khán giả ngồi trong phòng này ạ. Em là chị hai của Lý ạ. Về tính cách của Lý trong gia đình thì Lý là một người rất ít nói và cũng rất là khó chịu. Thì ngày hôm nay chị thấy em bên này cũng thấy hai người thì cũng được. Nên em cũng nên cho bạn nó một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Anh trai nó đi với chị gái mà đúng không? Rồi chào chị. Em đi với chị gái, chị làm bên spa. Rồi, xin chào. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả các bạn có mặt hôm nay. Em là chị gái của em Phước. Hôm nay em của em tới đây tham gia chương trình này, nhưng mà thật ra nó không nói cho em biết là tham gia chương trình này. Ông cho chị ông một cú bất ngờ. Chứ rủ đi đâu? Nãy rủ là đi tham gia tiếng hát truyền hình. Thì ồ vậy là hát hay lắm hả chị? Thì chị cứ nghĩ là em đi tham gia tiếng hát truyền hình thì tới đây cổ vũ cho em thôi. Dẫu tới giờ luôn ha. Dẫu tới giờ baby. Chị thấy em gái bên này được đó Phước. Dáng thì cũng giống như yêu cầu của em. Khuôn mặt cũng dễ thương. Nhưng mà có một cái yêu cầu của em gái là muốn chân mày của đàn ông không có rộng ra. Dễ lắm em, thẩm mỹ bây giờ dễ lắm em. Em muốn làm nhỏ chị làm nhỏ cho. Chúc cho hai em có được một kết thúc tốt đẹp vậy đó. Chúc anh chị. Bây giờ á là kéo màn lên thi tiếng hát truyền hình ha. Kéo màn lên là hát liền nha. Dạ rồi. Rồi biểu diễn luôn cho bạn gái bên kia tạo ấn tượng luôn. Vừa tặng hoa vừa hát luôn nha. Bắt đầu kéo màn. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gầm lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nồi bánh chưng xanh chào xuân đang sang. À, đây là bức thư pháp mà em tự viết. Anh xin giới thiệu với em, ba anh là họa sĩ. Ba anh cũng rất hay là viết thư pháp. Và nếu mà có gì thì em cứ về ba anh chỉ giáo thêm. Bây giờ bạn gái đáp lại một cái điều gì đó với bài hát của chàng dạ, trai. Em đọc một bài thơ đi. Thơ cũng được. Dạ thơ em tự sáng tác. Tự sáng tác luôn, hay quá. Bài thơ nó ngắn gọn phúc tích thôi chị. Thanh xuân thoáng chốc sắp qua, thu qua đông đến nữa là hết năm. Sang năm ta đã 25 mà chưa tìm thấy người nằm trong tim. May sao nhờ có chương trình, hôm nay ta được ghi hình tham gia. Chẳng mong giàu có xa hoa, chỉ mong tìm thấy bạn ta cả đời. Anh nhìn em có vẻ con quen. Không biết anh có gặp ở đâu, vô tình gặp ở trên đường hay sao á. Hỏi coi cô ấy học ở đâu. Thì anh ở Biên Hòa, còn em ở đâu? Dạ em cũng ở Biên Hòa luôn, anh ở phường nào? Anh ở Phúc Tân. Tân hả? Em ở An Bình. An Bình hả? Anh đang cái công trình anh đang làm cũng ở An Bình hả? Có gặp ngay An Bình rồi. Anh biết ngay qua công trình anh nhìn thấy em anh nhớ không? Em học ở trường nào? Dạ em học trường cao đẳng Sona De Gi ở Biên Hòa 2. Cùng bạn... trường của anh rồi. Trời ơi. Anh học khóa mấy ngành gì vậy? Anh K7. K7 em K8. Đó. Vậy là anh học xây dựng luôn. Anh học xây dựng. Ồ vậy bất hai người chung trường luôn. Học chung trường. Vậy mà không gặp nhau, nay gặp nhau đây. Có thể là đã gặp nhau rồi nhưng mà rồi. Không có ấn tượng sâu. Hẹn hò sao hai đứa? Có thể nếu mà ở An Bình á, thì mình có thể gặp nhau nhiều á. Tại vì cái công trình anh làm thì ngay ở trường tiểu học An Bình á.
Dạ. Rồi kế hoạch chúng ta sẽ bao giờ tiến tới hôn nhân nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau? Nếu mà hợp mà thì anh nghĩ là cuối năm sau mình có thể tiến tới hôn nhân. Đó là nếu thực sự hợp. Ừ, em cũng nghĩ nếu mà hợp nhau thì cũng khoảng tầm 1 đến 2 năm. Ừ, đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Rồi, bây giờ mình còn 30 giây nữa. Mọi người sẽ nói về những suy nghĩ của mình cho đối phương được biết. Em từng nghe mọi người ta nói rằng á, là hãy xem cuộc sống này như những cái món quà mà chưa được mở. Thì em hy vọng hôm nay anh là sẽ một món quà ý nghĩa mà chương trình dành tặng cho em. Chứ kiểu anh cứ nghĩ anh ấy đó là một cái sự tra tấn gì của Thượng Đế. Nhưng mà thực ra thì anh ấy là để bữa nay gặp em. Hay lắm. Chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau. Mặc dù thời gian không nhiều nhưng mà chắc chắn cũng đủ để chúng ta cảm nhận được đối phương có phải là một nửa mình đang tìm kiếm hay không. Suy nghĩ thật kỹ, bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. 1, 2, 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Hai bạn nắm tay nhau nào. Đây là những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một Max TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Đây là dòng TV cao cấp của công ty Bana TV Việt Nam, được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu như các bạn làm đám cưới thì TV này sẽ nằm trong gia đình của các bạn. Và bây giờ là thủ tục của chương trình. Trên xin phép được hôn anh nhé. Chúc các bạn hạnh phúc. Nắm tay nhau thật chặt, đừng buông tay ra và đi tìm hiểu nhau. Cào quá, một cặp đôi cào ráo xứng đôi ghê. Một món quà Thượng Đế đã dành cho cô ấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai, xin mời. Biết quan tâm mọi người, em thích người ta tâm sự với em lắm. Chỉ nghe vậy thôi mà khoái lắm. Ví dụ như đi cà phê rồi bạn đi tâm sự hết, chuyện buồn ngồi nghe hết luôn. Trời ơi, vậy coi lại giới tính nha. Nhưng mà có chuyện là phải làm dâu đó. Dạ được anh. Được không? Em thích nấu ăn, thích nhận việc. Trời ơi, về làm dâu đứng quét nhà hoài luôn. Dạ. Anh sẽ đi cùng em chứ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Bây giờ hai bạn đã ngồi gần nhau lắm đó. Hãy nói, chia sẻ cảm nhận về nhau nha. Mời bạn trai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Cho Bảo. Em năm nay 24 tuổi, công tác trong ngành công an. Chà, công an đẹp trai quá ta. Bảo quê ở đâu Bảo? Dạ, quê em ở thành phố gì ơi? Quê thành phố nữa chứ trời ơi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Dương Thị Ngọc The, năm nay em 23 tuổi. Dương gì em? Dương Thị Ngọc The anh. The đó hả? Dạ. The phòng The đó. Dạ. Dạ, em sinh ra và lớn lên ở quê hương của những mảnh đất anh hùng. Thì nơi đó có hai vị nữ anh hùng nổi tiếng là Lê Thị Hồng Gấm và Nguyễn Thị Thập. Thì không biết là nói đến hai vị nữ anh hùng này thì anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả là có đoán ra là em đến từ đâu chưa ạ? Ta lớn lên từ mảnh đất anh hùng, từ ngàn xưa đã lừng lẫy chiến công. Mặt trời lên cho cây trái nở hoa, mảnh đất kiên cường là Tiền Giang quê hương ta. Yeah, Tiền Giang. Dạ, dạ đúng rồi, em đến từ Tiền Giang. Trời, em đố mà ngay cùng quê Linh sao anh không biết được. Dạ, em ở kế bên nhà anh Linh luôn á chị. Ủa vậy hả? Trời ơi. Trời đất ơi. Em làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang làm biên tập sách của công ty Pha-Sa. Làm ở Tiền Giang hay ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 3 chị. Ờ, anh công an ở quận mấy? Dạ, ở huyện Hóc Môn chị. À, 18 thôn Nhân Trầu. Rồi, dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em có điểm mạnh là nấu ăn ngon. À, em thích nấu ăn. Mọi người nhận xét là em nấu ăn hơi ngon. Thì em thấy là nó ngon. Nói chung là nó ngon đó chị. Trời ơi. Trời đất ơi. Thấy dân Tiền Giang nói chuyện có duyên ghê không? Vòng vòng thôi là chị tử ngon thôi. Tóm lại là ngon. Rồi. Dạ, em còn có một cái ưu điểm đó là em ở đó là gọn gàng sạch sẽ, mà em thích sạch sẽ. Em thấy giờ là em chịu không có nổi. Em có một kỷ niệm là muốn chia sẻ với chị Cát Tường, anh Quyền Linh và cùng quý vị khán giả là hồi xưa ở dưới quê á,
Em hay là dọn dẹp nhà cửa. Sáng nào em cũng dậy sớm để em quét nhà, quét sân. Trước nhà em thì có cái sân mà có nhiều cây. Thì mỗi lần lá nó rụng xuống là em thích cái chỗ là em quét tới, quét lui, quét đi, quét lại hoài mà. Mà lá vẫn rụng hoài. Cái cha mẹ em nói là sao mà con rảnh quá vậy, con nói sẵn em tập thể dục luôn. Kỷ niệm vui á hả? Yeah. Vui không quý vị? Vui, vui. Không vui thiệt mà. Ý là em quét hoài mà lá cây nó rụng hoài, vẫn quét hoài đó em. Rồi bây giờ em đi vậy là ai quét? Dạ để vậy đợi em về chị. Trời đợi em về luôn hả? Không có. Rồi. Em đi vậy thì em kiếm chàng trai về quét phụ em. Dạ. Rồi đó là cái chuyện đó là em có thuộc về gọi là khuyết điểm hả? Đâu đó là ưu điểm đó. Ưu điểm, khuyết điểm là gì nè? Dạ khuyết điểm em là em hay lo sợ, như là một chiếc lá rơi làm em cũng thấy lo sợ. Mấy người trong công ty em nói là mày hình như bị bệnh tâm lý hay phải, tại vì em hay bị bệnh mà bệnh của em mà lặt vặt không à, mà mỗi lần bệnh là em sợ chết lắm. Em phải đi bác sĩ liền để em chịu không nổi. Mỗi lần em xin nghỉ phép, phép em biết cho đi liền, tại vì không cần nói, cứ nghỉ phép là đi khám bệnh, không có đi đâu hết. Dạ. Thường là bệnh gì? Dạ hình như bệnh lặt vặt như là cảm, ho, sổ mũi, rồi viêm họng gì đó chị. Là đi khám bệnh luôn? Dạ đi khám bệnh luôn. Nói chung cô gái bên kia là cô gái hơi bị yếu đuối, bởi vì chiếc lá rơi cũng làm em sợ đó mà. Chiếc lá rơi em cùng sợ, một tiếng chim kêu em cùng sợ, cái chí em cùng sợ. Bên kia đứng hình xem re luôn rồi. Không có, anh công an nghe em cười không à. Yên tâm, có anh công an bảo vệ rồi. Bây giờ em có em sợ công đi. An không em? Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì cái đầu tiên là em sống rất là trách nhiệm. Thứ hai là em biết quan tâm mọi người, em thích người ta tâm sự với em lắm. Chỉ nghe vậy thôi mà khoái lắm. Ví dụ như đi cà phê rồi bạn đi tâm sự hết, chuyện buồn ngồi nghe hết luôn. Trời ơi, vậy coi lại giới tính nha. Không có, cái này là bạn bè. Bạn bè hả, chứ con trai mà tâm sự. Trai với gái gì em cũng nghe hết. Nhưng gái nghe khoái hơn không? Dạ đúng rồi, khoái hơn chứ. À, cái đó cũng là điểm mạnh đó em. Dạ. Tốt, còn gì nữa? Em thì người sống ngăn nắp á. Nó giống em. Thích cái sự trật tự. Có quét lá gì không em? Có quét ngày không quét lá gì? Không phải, cô kia quét, anh này xếp lá. Được, hai đứa hợp đó. Đứa quét, đứa sắp. Rồi khuyết điểm. Dạ, khuyết điểm của em là cái tính hơi nóng chút xíu. Nhưng mà em nóng mà em chỉ cần tự kiềm chế bản thân lại là em không có... Đúng rồi, công an không có được nóng tính dạ. Thể hiện ra nha. Dạ. Em không thích người nóng tính anh ơi. À, nóng tính là khi nào mà công việc mà nấy quá mới nóng mà không có phát ra. Bây giờ tình trường đi, công an có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì nói chung là từ lúc đó giờ thì em mới một mối tình thôi. Chia tay được năm mấy rồi. Em quen mấy năm mà chia tay năm mấy rồi? Dạ quen năm rưỡi. Quen năm rưỡi, chia tay năm rưỡi. Sao chia tay? Dạ quen lâu ngày nó không bộc lộ ra là không hợp nhau á anh. Thì tình yêu nó đến thì cũng biết sao mà nó đi thì cũng bó tay. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc hả? Gì kỳ lạ, tình yêu lạ vậy. Còn bên kia mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua hai mối tình anh. Mối tình gần đây nhất của em là cách đây một năm. Trong thời gian quen thì em thấy bạn đó có nhiều cái là nóng hay nóng tính, không kiềm chế được bản thân mình, nên là em quyết định chia tay. Chết rồi, bên bạn trai kia nóng tính mà bên đây chia tay đó nha em trai. Không phải, bạn cũ của The là nóng tính không kiềm chế được. Còn bên đây người ta nóng tính thì người ta kiềm chế được, khác xa nhau. Rồi thì bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ tính tình thì hiền, biết sống và có trách nhiệm với bản thân. Em nghĩ những cái tiêu chí đó thì bạn rất là dễ tới một người con trai mà trưởng thành. Đúng rồi, một chiến sĩ công an dễ hơn nữa. Còn gì khó hơn không? Dạ không. Có gì không thích ở người con trai không? Dạ không thích cờ bạc, hút thuốc. Cái này nhậu nhẹt. Gì khó hơn nữa đó? Dạ cao từ 1m65 trở lên. Em 1m67. Ngon. Gì khó hơn đi The? Em thích xem phim Hàn Quốc. Đẹp trai giống như... Giống chơi Song Joong gì đó hả? Song Joong Ki anh. Không, bên đây cũng đẹp trai rồi nha, đừng có đùa nha. Phải không? Song Joong Ki không? Cũng cỡ Ki Ki trở lên á. Hôm qua tôi coi coi Ki gì. Song Joong Ki. Trời ơi, ngon. Chà, được nha. Đàn trai hóc môn hơi ngon à. Dạ. Rồi em tiêu chí tìm bạn gái thì sao nè? Dạ, mỗi người bạn gái là dễ thương thôi.
rồi biết lắng nghe, biết chia sẻ thì dạ điều đó em có. Ít giận lại, không có giận vô cớ. Giận thì vẫn phải có lúc giận đó. Em hiền lắm anh, em không có giận. Không có chọn mẫu người cao thấp như thế nào? Thì chừng 1m57, 1m58 đổ lên được rồi. Rồi. Em 1m6 anh ơi. Rồi bây giờ chừng nào tính tới hôn nhân nè, nếu mà được thì dạ được thì năm sau luôn. Năm sau luôn. Dạ. Rồi có chuẩn bị được những gì rồi nè? Dạ nói chung chuẩn bị thì có trầu rồi đó. Có trầu cao. Có trầu cao rồi. Tại 18 không cần trầu. Rồi nhà cửa rồi ở về là ở chung với ba mẹ hay là ở riêng hay ở đâu? Dạ nếu mà ở thì ở chung ba mẹ em. Thì gia đình em đông anh chị em không? Dạ không. Có em với chị hai em. Chị hai lấy chồng chưa? Dạ chưa. Thì trước sau cũng lấy. Nghĩa là gia tài nhà đó là của em đó. Thôi được rồi. Rồi ngon chứ. Để tôi coi. Coi đàn trai người ta ngon lành rồi nha. Để anh qua coi đàn gái gần nhà anh hay gì đây nè. Ô chào The. Anh thấy quen không anh? Kế bên nhà luôn dạ, hả? Dạ chỗ đường Đông Hưng đi tới xíu. À vậy chỗ xưa đi học bơi qua sông rồi đúng không? Dạ. Chắc gặp ba má em anh nhớ. Dạ. Bây giờ em nghe công an kia em thấy sao? Dạ em thiệt nghe thôi nhưng mà chưa biết là anh nói nóng tính không. Không, công an thì không đến mức ấy đâu, em hiểu không? Ông mặt thì hiền lắm. Hiền dễ thương lắm. Nhưng mà có chuyện là phải làm dâu đó. Dạ được anh. Được không? Em thích nấu ăn, thích dọn dẹp. Trời ơi, về làm dâu đứng quét nhà hoài. Ba quét mòn xi măng luôn. Ba má chồng nói gì nói xong cứ ra sách chổi quét nhà riết luôn vậy đó. Thầy biết không, nếu mà chúng ta đồng ý mà lấy chồng là công an á thì chúng ta cũng sẽ thiệt thòi một số vấn đề. Công an thì thường xuyên có công tác đột xuất. Thật sự là ngành công an á nhiều khi mà dù vợ đẻ cũng không về được luôn á. Thành ra em phải tính trước vụ đó. Có chịu đựng được không? Dạ được anh, tại vì em cũng thích công an. Cũng thích công an hả? Dạ, tại hồi xưa thì em thi ngành an ninh. À. Nhưng mà không được may mắn. Vậy à? Dạ. Vậy ước mơ cũng... của em là nhìn thấy được cái bộ quân phục màu xanh. Vậy là ngày nào em cũng thấy luôn. Tối ông về em mặc nguyên bộ đồ ông ngủ luôn. Nhớ nha. Dạ. Mặc bộ đồ. Cho ngắm hàng ngày cái bộ đồ luôn. Ngắm riết luôn. Em có đi với người thân của em không? Dạ có. Em đi với chị hai em với lại một chị nữa với lại một bạn thân của em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào em trai và khán giả trong trường quay. Thì cái nhìn đầu tiên thì mình nhận thấy em trai là một người rất là chững chạc, gương mặt sáng, phúc hậu, nói năng rõ ràng. Đáp ứng đủ những cái tiêu chuẩn mà The đưa ra. Còn về The thì em trai yên tâm là làm dâu hoặc là làm những công việc nấu ăn, sắp xếp, chi tiêu, vén khéo trong nhà thì The có thể lo liệu được. Và ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên mà chúng ta được ngồi trên ghế nóng. Hai em đã phải vượt qua rất là nhiều hồ sơ chờ đợi từ mọi miền đất nước để được gặp nhau ngày hôm nay. Thì âu đó cũng là một chữ duyên. Và anh Quyền Linh, chị Cát Tường cũng giống như là ông Tơ bà Nguyệt của thời đại A Còng ngày nay. Thì không có những cái phép màu như là những câu chuyện cổ tích, nhưng thật sự chương trình này đã tạo ra rất là nhiều điều kỳ diệu. Và chị mong rằng hai em ngày hôm nay có thể cảm nhận được những cái cảm xúc từ trái tim mình và tạo ra điều kỳ diệu từ chính bản thân các em. Hay quá. Thấy chưa, chị hai giỏi chưa? Dạ dạ. Nghe đã chưa? Chị hai là người đăng ký chương trình cho The đó. À, dạ. Đúng không nói chị hai? Về câu chị hai đi. Dạ đúng rồi, tại vì thấy The cũng hiền lành nên thấy chương trình này cũng mang tính nhân văn đáng tin cậy nên cũng mong là The có được một cơ hội để như một cái duyên giữa cuộc đời này thôi. Đó. Dạ, dạ em cũng xin tâm sự một vài lời với chị hai của The. Cầm lên chị hai nghe đó. Là đến với nhau thì chương trình này cũng có duyên rồi. Thì em nghĩ là em sẽ giữ cái duyên đó để nếu mà quen á thì sẽ tâm sự, sẽ chia sẻ với The rất là nhiều điều. Còn nếu lấy nhau thì sao? Để lấy nhau thì càng hạnh phúc anh. Hứa gì với chị hai đi. Để nếu mà lấy nhau thì sẽ yêu thương chân thật với nhau. Sự chung thủy là phải có rồi. Thì mong là hai em sẽ tìm được cái hạnh phúc ngọt ngào nhất của bản thân mình. Hay quá. Rồi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ em với dì em với mấy đứa em. Có ba mẹ nữa hả? Dạ. Đu đầy đủ ba mẹ. Dạ chào hai bác à. Chú bữa nay hay quá ta. Dạ. Hai bác coi xem con dâu tương lai mình thế nào. Cũng theo dõi chương trình này nhiều lần trên TV. Dạ. Nhưng bữa nay mới được diện kiến MC Quyền Linh Hoạt Bác và MC Cát Tường đáng mến. Dạ. Dạ. Đầu tiên là xin cảm ơn chương trình đã đưa hai gia đình chúng tôi đến đây. Thì tôi nhận xét thấy cháu The thì thấy có lẽ dễ thương mà cũng hoạt bát.
Thì tôi cũng mong rằng sau khi gặp Gia Bảo thì hai cháu nó sẽ tìm hiểu để mà đi đến cái bến bờ của hạnh phúc. Tôi cũng cầu chúc cho tất cả quý vị trong khán phòng được dồi dào sức khỏe. Cảm ơn bác nhiều. Dạ, bác cho thêm ý kiến của bác gái nữa. Thì nãy giờ thấy thì cháu đây cũng hiền hậu, cũng dễ thương. Mong là hai đứa cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu rồi tiến tới. Quan trọng giờ hai đứa thôi. Dạ. Chúng ta kéo màn. Tặng em. Em có một quyển sách là em muốn gửi tặng anh, hy vọng anh sẽ cảm thấy vui khi đọc quyển sách này và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Món quà của anh thì là em đếm là đúng 20 bông hoa. Trong phương Tây người ta ý nghĩa là sự chân thành, vậy thôi. Em có... Hay quá ta. Được rồi đó, hai trẻ ngồi đi. Nay đứa nào tặng quà cũng có ý nghĩa hết trơn. Có 20 bông hoa là sự chân thành đó hai. Dạ. Hèn chi đó giờ tôi nhận toàn 21 bông hoa không, tức quá. Cảm nhận đầu tiên của anh nhìn thấy em như thế nào? Thì nói chung em dễ thương, nó điềm đạm đúng giống với tính anh. Em thì thấy sao vậy anh? Nhìn có cảm tình và phúc hậu. Em có hay đi chơi không? Dạ, em thì không có điều kiện để được đi chơi. Thì em rất là thích đi Đà Lạt. Thì em ước là sẽ có một lần được đến đó để... Thì anh cũng hy vọng là anh sẽ được dẫn em đi rất là nhiều nơi để tham quan. Dạ, em cảm ơn anh. Tham quan thôi hả? Vậy sau chương trình này là mình đi. Trời ơi, làm vậy cho gì nhanh sao chừng đi liền luôn hả? Bây giờ là hai đứa này ha, mình tính chuyện tương lai đi, thấy cũng hợp rồi đó. Em có hay đi coi phim không? Dạ không, là nếu mà sau này tìm được một người nào đó hỏi thì em sẽ đi cùng. Thì em có nhảy đi với anh? Dạ có. Ví dụ như tiến tới hôn nhân thì em làm dâu em có ngại gì không? Dạ em rất là thích được làm dâu, thì em cũng muốn là giờ lo cho bên chồng, bên nhà chồng thì... Em có yêu cầu gì nếu mà quen anh không? Anh có thể hát cho em nghe một bài, thì em thích nghe hát. Anh sẽ tặng em bài Trái Tim Anh Thuộc Về Em. Thiết lựa bài quá ha. Quá dữ. Từ lúc anh quen biết em, trái đất bỗng nhiên ngừng lại. Cuộc đời này dứt thêm bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu niềm vui. Từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em. Chỉ một mình em thôi, đôi mắt em xinh như nàng tiên. Cầu mong sao em luôn được vui, đôi mắt ấy không mang buồn phiền. Để cho anh luôn trông thấy em lúc em cười tươi. Cầu mong sao anh luôn gần em, anh nói hết bao nhiêu tâm sự. Rằng tim anh đã yêu em rất lâu rồi. Trời ơi, quá dữ. Được không? Cảm nhận giọng hát đó làm sao? Rất là hay đúng không chị? Rất là hay. Tình cảm. Em có quà gì tặng lại cho em anh không? Em cũng có một bài thơ muốn gửi tặng anh, nhưng mà do là gấp gáp nên em chưa chuẩn bị kịp. Thì em xin phép nhìn và đọc. Em sẽ đi cùng anh, dù là đến một nơi không trời, không biển, không núi, không mây, không có những bông hoa màu tím, nơi bình yên của những cánh đồng chiều. Em sẽ đi cùng anh. Anh chẳng cần phải nói gì nhiều. Những hẹn ước không thành sẽ làm đời nhau thêm khốn khổ. Em sẽ giúp anh nhóm lên đống lửa, xua tan đêm sâu và bầy thú hiểm hung. Nói em nghe đi những câu chuyện đường rừng. Em sẽ đi cùng anh. Sống giấc mơ ngỡ đã mất tuột, hơi dài. Mình có thể chăn cù ở miền biên tái, hay cắm lều ở cạnh dòng sông. Đêm chỉ có trăng sao và những khúc ca hồng. Ngày chỉ có mặt trời dịu dàng hôn mặt đất. Và rồi em tỉnh giấc. Thơ xúc động quá anh. Xúc động đúng không? Dạ. Cái đó chỉ trong giấc mơ mà hôm nay anh nghĩ rằng đó là điều hiện thực đấy. Gái Tiền Giang là chung thủy lắm á. Dạ. À, rồi gần nhà anh nữa có gì anh bao bảo đảm. Thì anh rung động trong tim. Nó đang tần số nó bao nhiêu hét đó không biết. Còn em không biết có rung. Dạ. Anh sẽ đi cùng em chứ. Rồi thôi hết thời gian. Chúng ta sẽ biết kết quả sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Wow, chúc mừng. Tuyệt vời, nắm tay nào. Đấy.
mạnh mẽ lên ha. Bây giờ em muốn nói gì với chị Hai? Dạ em xin phép nói lời một lời với chị Hai ngắn gọn là chị Hai yên tâm, em sẽ lo cho em gái gì được. Yeah. Rồi em gái nói gì với hai nói bác? Hai bác nãy chưa nói gì hết. Dạ thì con sẽ cố gắng lo cho gia đình và lo cho anh. Dễ thương. Bác gái thấy sao bác gái? Được không? Nếu mình là làm đám cưới sớm được luôn không bác? Lúc nào cũng được. À được. Thôi đến đây là có duyên ha. Và hy vọng là cái duyên đó sẽ có phần trong đó nữa. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Các bạn hãy đến xem phim để có một không gian lãng mạn hơn, để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nhớ những gì chúng ta đang hứa với người lớn và tất cả khán giả truyền hình. Hãy giữ lấy nha, gửi cho các bạn. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Hãy nắm tay nhau đi về Hóc Môn. Đi đi cưng. Ở đó có 18 thôn vườn trầu có sẵn luôn rồi. Nhớ mời anh nha. Hay quên, hay khóc. Ai làm gì em khóc? Em anh gì lên nó sao không? Nếu mà hói, mấy người hói thì thông minh lắm. Người ta dụ mình á anh. Trừ khi mình cho người ta dụ. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi ngồi đi bạn. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi bây giờ bạn nữ mình hãy giới thiệu về mình trước đi ạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh cùng bạn nam ạ. Và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Thành, Nguyễn Thị Thành. Sinh năm 92, quê ở Hà Tĩnh. Hiện tại đang sống ở Biên Hòa và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm quản lý bộ phận QA của một công ty sợi dệt Hàn Quốc ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, là đầu tiên cho em xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh thân thiện, chị Cát Tường xinh đẹp cùng cảm tất cả em. Các bạn có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Xin chào bạn nữ bên kia ạ. Em tên đầy đủ đó là tên là Nguyễn Xuân Phương. Em sinh năm 1984, tuổi Tý, năm nay em 34 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ sư xây dựng ở phòng quản lý dự án đấu thầu cho một công ty tư nhân ạ. Ở đâu em? Dạ em làm ở quận 7 ạ chị. Còn quê mình ở đâu? Chào quê em ở An Giang chị. Nhưng mà bây giờ là hai bạn hơi làm việc là hơi xa nhau ha. Một người ở Đồng Nai, một người ở quận 7. Bạn gái mình có ngại bạn trai làm hơi xa tí xíu không? Khoảng cách cũng như thế cũng không phải là vấn đề. Nếu mà bạn ấy đủ nhiệt tình và chịu khó. Không phải sự nhiệt tình, nếu như tình yêu đủ thăng hoa thì cho dù ở đâu cũng đi dễ lắm đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Quận 7 mà... Đồng Nai cũng không khó gì lắm. Nhưng mà bây cái giờ... đó là anh Quyền Linh nói, còn ý bạn trai như thế nào thì... Thì theo anh như nghĩ thì khoảng cách nó cũng không quan trọng lắm. Quan trọng ở tình yêu của mình có đủ lớn hay không. Thí y như tôi. Cái sự nghiệp anh thì muốn phát triển ở thành phố này. Nếu mà sau này anh quen em, anh muốn trụ ở đây, anh lập nghiệp và anh mua nhà ở đây. Không biết là em có sẵn sàng về đây làm việc và hàng ngày gặp anh không ạ? Điều đó cũng không phải là vấn đề ạ. Trời ơi, nói lúc đó yêu rồi. Anh xách gói về An Giang chắc cũng theo thôi chứ làm gì được giờ. Chia sẻ với nhau đi, điểm mạnh điểm yếu của em nè. Điểm mạnh của em thì khá là hoạt bát, cởi mở, cũng nhanh nhẹn nữa. Điểm yếu thì em nghĩ là hơi nhiều, hay quên, hay khóc. Ai làm gì em khóc? Em coi phim á. Ví dụ như khúc này đang vui lắm, tự nhiên qua khúc kia buồn là tự động khóc. Khóc. Dạ, mệt mệt cũng khóc. Ví dụ như là mình quen người yêu á, đi làm về mệt, mình thấy gặp mặt trụ cũng khóc. Cỡ nào cũng khóc. Bạn trai thì sao nè? Dạ, nói về tính cách á, thì mọi người trong công ty cũng như anh em nhận xét em là tính rất là điềm đạm và kỹ tính. Em thì thích gọn gàng và sạch sẽ. Về ưu điểm á, thì em tự nhận xét em là sống tự lập đã từ nhỏ. Do đó em biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người thân cũng như là bạn gái rất là tốt ạ. Rất là tốt. Còn về khuyết điểm của em thì có lẽ là do vừa rồi công việc của em thì nó hay bận rộn và em cũng yêu thể thao. Do đó nhiều khi không có thời gian nhiều để dành để quen bạn gái. Vậy thì em có mối tình nào chưa? Lúc mà em đi bộ đội mới về á, thì em cũng có mối tình. Nhưng mà em vừa thi đậu trường xây dựng và trường sư phạm á, thì em thì quyết định em học xây dựng. Rồi bạn gái đó nói là
Nếu anh học xây dựng thì mình chia tay. Chắc phải làm sao đó chứ, nếu yêu nhau đâu có vậy. Tình yêu chưa đủ lớn hay là có một cái tại sự... lúc đó em đi bộ đội thì đã quen bạn đó. Bạn đó là sinh viên học bên ngành sử địa. Nhưng mà em quyết định chọn xây dựng rồi, bạn ấy chấp nhận em rồi như vậy. Tức là bạn ấy muốn đi cái ngành chung với bạn ấy đúng không? Dạ đúng rồi. Còn cô gái, em có mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất là quen được 5 tháng. Nhưng mối tình dài nhất là bao lâu em? Dạ mối tình dài nhất chắc được 5 rưỡi anh Quỳnh Linh. 5 rưỡi nhưng tại sao chia tay? Do là lúc đó là em còn đang làm sinh viên ở trên Sài Gòn, xong rồi em tốt nghiệp đại học. Rồi em về nhà đi làm á, bắt đầu cái công việc mới á, nhiều thứ áp lực á, cộng thêm là yêu xa nữa. Mà cái bạn người yêu đó thì cũng khá là ghen, sau nhiều lần ghen tuông cãi vã. Mệt mỏi quá chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình muốn thì á, đừng có ghen nè bên kia, bởi vì ghen là chia tay. Thôi, đó là những cái kinh nghiệm tình trường. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Khi mà em tìm người yêu thì em muốn tìm một người trưởng thành, chín chắn một chút. Thứ nhất là có thể nhường nhịn em. Thứ hai là khi mà em có sai hay là cái gì chưa đúng thì người đó sẽ chỉ cho em. Thì em cứ yên tâm. Về cái độ mà chín chắn thì anh nghĩ anh từ nhỏ đã sống tự lập rồi. Anh lo được cho bản thân và anh sẽ làm tốt cho bạn gái. Nhưng mà anh người lớn như vậy á thì nếu mà em trẻ con quá thì có được không? Đối với anh á, tình yêu thì ai cũng có một cái có một khuyết điểm, nhưng mà quan trọng khi mà yêu nhau mình có thể nhìn nhận và sửa đựng cái khuyết điểm đó hay không em. Nếu mà em có những cái gì mà không tốt, anh sẽ đưa ra những cái anh góp ý với em. Hoặc anh có những cái gì đó mà không tốt thì em góp ý với anh, thì anh sẽ hoàn thiện bản thân. Cuộc sống mà phải hoàn thiện thì mình mới tốt đẹp được em. Rồi bạn trai thì mình muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích người nói chuyện hơi dịu dàng tí xíu. Em thì em không thích những bạn gái mà lanh chanh này quá, em thì không chịu. Bây giờ em cảm nhận cô gái bên kia năng nói dịu dàng không? Em thấy thì bạn gái bên kia thì nói chuyện cũng thấy cũng hiện đại. Em thấy là cách nói thì cũng tính cũng ấm áp. Cái gì mà cô hỏi là hỏi tới luôn á. Để anh qua anh có mặt coi làm sao. Ồ, chào em gái. Dạ chào anh. Hơi khó tính đúng không? Em á? Ừ. Dạ không, em không có khó tính. Em tưởng tượng cái mẫu người của em như thế nào? Dễ nhìn một chút. Dễ nhìn luôn, anh này dễ thương nữa. Không khó nha. Hả? Gì không ạ? Khó không mà nhìn lâu dữ vậy. Anh người lớn nó sao không? Nếu mà hói, mấy người hói thì thông minh lắm. Người ta dụ mình á anh. Trừ khi mình cho người ta dụ. Mình phải tìm đối tượng càng thông minh càng tốt. Thông minh vừa vừa bình thông minh thì phải hói. Nó gọi là nó theo cái logic như vậy. Nó vui vậy thôi. Chứ anh đây dễ thương lắm. Người miền Tây mà chất phác thật thà, thẳng thắn dễ thương. Được chưa? Sao mà mới nói chuyện được một chút mà anh người lên quá. Trời ơi anh nhìn người nhanh lắm em. Rùi lý qua, cái bay qua anh biết rồi được tụi cái luôn. Chị em mai mốt em tìm hiểu mà không phải như vậy là em bắt đền anh người lên. Bắt đền anh. Mạnh miệng quá. Anh mạnh miệng lắm, bắt đền anh. Với kinh nghiệm của anh đây là... Chị chưa có nói gì nha, để chị qua chị coi cái đã. Coi đi, xin lỗi đàn trai là hơi bị chân thành đó. Rồi, chào em. Bây giờ nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Em thì khoảng 6 tháng tới 1 năm ạ. 6 tháng tới 1 năm, lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Lấy nhau về lập nghiệp, ai sẽ là người quản lý tài chính trong nhà? Thì em nghĩ nếu mà bạn gái lên lại như vậy thì để bạn gái quản lý tài chính sẽ tốt hơn. Em nghe rõ hết rồi ha? Dạ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gặp người thân đi, coi ý họ thế nào nha. Bạn gái đi với ai? Em đi chung với chị đồng nghiệp và em họ và vài người bạn thân. Rồi, mời em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn và chào tất cả các khán giả ở đây ạ. Em tên Nga, em là đồng nghiệp của Thành. Theo em thì Thành có nói là Thành bích ước. Nhưng mà thật sự là với cái khóc của Thành là nó không có để chi phối cho người khác đâu. Mà giống như khóc một mình thôi chứ cũng khóc không chơi nên... cho vui thôi. Có nghĩa đúng à. Có nghĩa sau khi khóc đó thì tự động điều phối lại được mình thôi, nên không có gì hết. Tự khóc rồi tự nín cũng cài ra. Dạ. Đi thi là mọi người có dặn là xa quá là sợ Thành nghỉ việc. Nhưng mà khi bạn trai nói là lập nghiệp ở thành phố thì cái đó cũng không là một vấn đề. Cái tính của Thành có lúc thì nó cũng hơi trẻ con, nhưng mà vô công việc thì không có trẻ con chút nào. Khi mà yêu thì người ta cần nhõng nhẽo vậy thôi, chứ không phải là một tính trẻ con đâu. À, chị thấy bạn này thì cũng được. Về cái mặt địa lý là cũng ổn ổn rồi đó. Còn về cái tính cách của hai người thì phải tìm hiểu thêm. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bạn trai thì sao? Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mấy anh đồng nghiệp và có ship với em. Với em đi với em trai của em ạ. Dạ, mời ship. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chào quý khán giả trường quay. Thì tôi tên là Nhã, nhận xét địa phương á. Nếu mà tiếp xúc lâu á
thì Phương rất là vui vẻ, nhiệt tình. Phương là một người đàn ông của gia đình đấy. Còn về bạn gái thì anh thấy là bạn gái rất là dễ thương. Thì qua cách trao đổi thì thấy là hai bạn có thể rất hợp nhau. Thì anh mong là Phương nên bấm nút. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn sếp. Rồi, ý kiến người thân mình cũng nghe rồi ha. Bây giờ đến lúc hai bạn sẽ gặp nhau để chúng bây ta trò chuyện sẽ trực tiếp với nhau. Mở cửa hàng rào. Đó. À, anh có quà đây. Dạ, anh có quà đây. Cái này. Nhẫn cỏ trao em hả gì? Dạ, xin phép anh điều cho em. Dạ. Sao tao tặng quà em nhìn chị chi vậy? Dạ. Dạ em cảm ơn. Đứng đó luôn, đứng đó luôn, đứng đó luôn, đứng đó luôn nào. Dạ em cũng hai có món quà tặng anh. Đây là cuốn sách mà sau khi em đọc nó xong là em cảm thấy mình thay đổi rất là nhiều theo hướng tích cực, nên em muốn tặng anh lại cuốn sách này. Anh cảm ơn món quà của em. Thật ra sách này thì anh cũng có nghiên cứu và anh cũng rất là tâm đắc. Hôm nay được quay lại nhìn thấy nó là anh cảm thấy rất là quý. Anh xin hát tặng tất cả các bạn trong trường quay với em một bài hát. Đứng nhìn bạn gái hát luôn. Nằm lấy tay anh. Sorry, vô em đừng quá. Ngọt, ngọt, ngọt mà. Lại, 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 giọng quá hay luôn. Bắt đầu. Nằm lấy tay nhau anh, trước em sau tôi đưa nhau về thăm làng quê yêu dâu. Mười mấy năm qua lạc lòi thân diện xứ thèm khúc ca dao qua lời ru mẹ hát trong những đêm thâu ru con vào giấc ngủ bên bếp lửa hồng tươi hiu hắt mái chân ngàn. Quá dữ, quá dữ. Anh thèm được nghe tiếng giọng đu đưa kéo kẹt buổi trưa hè, thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín, thèm được ngắm nhìn tảo trắng em bay. Dù ở quê người buông chán lệ phù hoa, nhưng biết tìm đâu ra bóng hình quê hương yêu mến. Con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, thử hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Dạ, xin hết ạ. Thôi ngồi đi bà. Sao anh tự đầu nóng tay em thật chặt chứ. Nghe giọng hát của bạn trai em cảm thấy sao? Dạ ngọt không biết rồi. Mà chị hỏi em nè, sao tự nhiên lúc anh tặng quà cho em cứ nhìn chị hoài vậy, là ý gì? Em cảm thấy cái món quà này nó có giá trị lớn quá. Anh nghĩ anh thấy em là khi mà mở màn lên thì anh thấy em là rất là xinh, và theo cái giọng nói thì cũng rất là ấm áp. Anh nghĩ là cũng đúng cho cái mẫu người mà anh. Dạ nhưng mà cô hoang mang, cô cứ nhìn em hoài à. Cô ý là cô thấy món quà nó giá trị cô không dám nhận. Đó, tội nghiệp lắm, thương lắm. Không sao hết. Chị cái vụ mà chia tay đời qua á. Thì ra là cổ lo chia tay anh đời qua. Cô tự sợ chia tay đời qua, không ai đòi của em đâu. Không, nhiều khi người ta không có đòi, nhưng mà mình giữ mình cũng phải lấy. Không sao cả. Đây là, bây giờ chúng ta chỉ là tình bạn thôi mà, chưa có gì cả. Chừng nào em đồng ý bấm nút không, mà lúc đó tặng á thì có thể đòi chứ. Bây giờ bạn bè mà đúng không? Giờ chưa có gì hết á. Hẹn hò đi, bây giờ sao nói chuyện nè. Nói chuyện xong mới có gì nè. Em thì em có thích nấu ăn không ạ? Dạ em biết nấu ăn, nhưng mà có cơm. Bữa đó tinh thần vui hay là xuyên xuyên cái người thì mình chăm chút món ăn thì nó khác. Còn ví dụ bữa đó mà đi làm về mệt hay là bực bội hay gì đấy á, nấu cho qua vậy đó. Nếu mà thật sự á, về mà cưới nhau rồi á, em biết nấu ăn thì càng tốt. Nhưng anh là, anh biết mọi thứ về nấu ăn hay dọn dẹp, anh dù cách bố trí trong nhà thì nói chung là anh ok, anh đảm nhận được. Khi anh làm mệt vậy anh cũng cần có một người vợ để nấu cho anh một bữa ăn thôi. Tại vì đó là bữa cơm gia đình thì anh rất là thích. Bây giờ là anh đang ở một mình, anh độc thân nên anh mới chịu làm. Còn sau này lỡ anh lấy vợ về rồi, cái anh ỷ lại sao? Không làm cái anh quạo sao? Cái gì cũng làm gọi là thói quen. Nhiều khi nếu mà anh độc thân, anh chăm lo bản thân anh tốt thì anh nghĩ có gia đình anh sẽ chăm lo tốt hơn chứ. Mình gặp nhau mình hẹn hò như thế nào? Anh thì thứ bảy thì anh chỉ làm buổi sáng thôi, chủ nhật thì nghỉ. Thì nếu mà hẹn hò thì có thể là chiều thứ bảy thì anh sẽ sắp xếp anh lên thăm em. Một tuần một lần. Có thể một tuần một lần, hoặc nếu mà nhớ quá không vậy thì có thể một tuần ba lần không chừng. Rồi hết thời gian. Rồi, chúng ta hãy nhắm mắt lại.
và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Kiểm tra lại con tim của mình nha các bạn. 2. 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Duyên đã tới. Nắm tay nhau trước đi nào. Nắm tay nào. Mày đừng có ăn hiếp chàng trai của tôi nha. Em đâu có không giữ đâu. Nắm tay nhau thì phải sao nha? Hôn nhau. Đây nha. Không, đâu phải hôn con đâu. Chúng ta đã chấp nhận lên đây, chúng ta đã chấp nhận bấm nút, chúng ta đã chấp nhận hẹn hò với nhau trước bạn bè người thân, thì cái chuyện đó anh nghĩ đâu có gì đâu các bạn. Tại sao mỗi lần lên đây chúng tôi lại bắt mọi người hôn nhau như vậy? Chúng tôi muốn đây là một cái phần minh chứng rằng các bạn bấm nút là thật bằng trái tim của mình, đúng không? Nếu ta bấm không thật thì chúng ta không cần phải hôn nhau. Ở đây không dám hôn nhưng mà vô rạp phim hôn lia liệt. Ừ. Còn bây giờ là những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho các bạn. Hệ thống cùng rạp Cinebox 212 chiến thắng sẵn sàng đón các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn đây là máy nước nóng hiệu Senton. Và đây là chiếc máy nước nóng hiệu Atlantic. Tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng gửi tặng cho hai bạn. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Rồi, mời các bạn. Rồi, chờ bạn gái đi nữa kìa em trai ơi. Từ từ. Được. Được không? Khả được tính chị. Mạnh mẽ. Được đường, nào, đường nào không thấy thì chị thấy trước cũng được sao đâu. Ồ, dữ nha. Ồ, tôi sợ cô rồi đó. Anh thích con gái có cái chất. Chất đó hả? Ờ, đúng chất rồi. Chất là sao? Nó ngông ngông á. Ờ, hay. Là... khùng khùng điên điên á hả? Ờ, gần giống vậy. Ôi trời ơi. Mời bạn nam. Đây, xin chào. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn cùng chơi. Mình tên là Trần Kế Toàn. Năm nay mình 32 tuổi, thì mình hiện là làm quản lý nhà hàng. Bạn quê ở đâu Toàn? Dạ, em ở Sài Gòn luôn chị. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị, em chào anh Quyền Linh, em chào mọi người. Em chào anh bên kia, em tên Lê Thị Kiều Dân. Em 26 tuổi, quê em ở Bình Định. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên kế toán chị. Mình giới thiệu luôn một chút về bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em á, là em là người hơi cá tính. Nói chung là em thích cười, em hay cười và dễ tạo tiếng cười. Đi đâu với em mà em trúng ổ rồi chị. Là em cho cười thoải mái, cho bồ lăng, bồ lết luôn chị. Bữa nay chị cũng hy vọng em sẽ trúng được cái ổ nha. Dạ, nói chung em là người ưa sạch sẽ gọn gàng chị. Ai mà về mà em thấy bề bộn á là em cứ càm ràm cho đến khi nào mà dọn cho em được là thôi. Dơ dơ hôi hôi là không được phải không? Dạ. Gì nữa không em? Điểm yếu của em á là em hay nóng tính. Em nóng tính á thì em không thể kiểm soát được cái lời nói của mình á. Có khi em sẽ nói làm cho người đối diện á nó phật ý. Nhưng mà khi mà xong em lạnh lại á là em sẽ suy nghĩ lại, nếu mà em sai á thì em xin lỗi, mà nếu mà em đúng á em bắt xin lỗi lại em. Thôi. mình chưa biết đúng sai rồi mình làm ào cái hồi mình phát hiện ra mình sai mình có thấy quê không? Dạ không chị, chai mặt rồi chị, tới xin lỗi luôn. À. Nghe giới thiệu bên kia cô gái cá tính ha. Rồi, mời bạn giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh em là em luôn cảm thấy bản thân em hài hước, làm người ta vui. Đặc biệt là em rất là nhây. Nhây là sao em? Dạ, giống như có một câu chuyện ví dụ như anh hỏi anh làm vậy hả? Anh làm vậy hả? Em hỏi hoài luôn. Tức là đến khi anh cười thôi, còn anh không cười thì em cũng nói nữa. Khuyết điểm của em thì em tắm lâu lắm. Lâu là khoảng lâu? Dạ, có khi hơn nửa tiếng. Ủa em làm gì vậy chồng? Dạ em tắm à. Nhiều khi mình tắm kỹ á chị Cát Tường. Kỹ là sao? Thí dụ em làm gì? Thí dụ người ta ào xong xà bông lên. Chị phải chi tiết vô luôn hả chị Cát Tường? Hả? Tức nghĩa là em gọi đầu á chị. Ấy đại loại vậy. À chắc ba đứng cái bấm lại gãi từng ngón vậy quá gọi đầu á. Phải không em? Dạ không à. Hay là hát múa gì vậy chồng?
tắm từng ngón chân ngón tay này kia nữa đúng không? Lâu rồi. Trời đất. Không ơi. Sao, tắm lâu cũng sao, hao nước chút thôi. Nói chung hai bạn này là cũng hoành tráng lắm á. Đâu hy vọng hai bạn này. Bạn kỳ dân, tức là toàn dân. Hai bạn này gặp nhau cười đâu, hai bạn thử nói chuyện qua lại nhau coi ai ai chọc trúng ổ ai trước, coi ai cười. Em trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình anh. Anh thì được hơn em, mà không ấy là anh được 3 mối tình rồi. Nhiều á, dạ. Hơi nhiều á hen. Em thích nhất gì về đàn ông? Em thích men anh, 6 múi á. Ủa anh có 6 múi không anh? Anh có tập tạ hồi 6 tháng trước anh có tập, nhưng mà nó dồn lại 1 múi thôi. Vậy hả? Được rồi. Thôi vậy cũng được, anh xài đỡ cũng được. Rồi ngoài chuyện 6 múi em thích nhất gì về đàn ông? Em thích đàn ông ga lăng. Được không? Dạ được à, dư à chị. Em không thích đàn ông gia trưởng với lại bảo thủ. Em không có à? À được. Có không? Anh có không? Dạ không à. Ờ được. Nhậu nhẹt gì không em? Anh có nhậu nhẹt gì không? Dạ có. Hả? Bao nhiêu không? Dạ không à. Không hả? Sao dạ luôn rồi cưng? Dạ em run quá chị Cát Tường à. Không nhậu nhiều sao về nhậu với em? Trời. Trời chết quá anh ơi. Gặp đối thủ à. Em thua cái vụ đó bên bạn gái đó. Thua rồi hả ta? Thua bó tay rồi. Trời. Ủa anh thích con gái như thế nào? Anh thích con gái có cái chất. Chất đó hả? Ờ đúng chất rồi. Chất là sao? Nó ngông ngông á. Ờ hay là... Khùng khùng điên điên á hả? Ờ gần giống vậy. Ôi trời ơi. Được không? Dạ được, em có chút chút vậy, không có khùng quá đâu. Ủa anh có thích là con gái nhõng nhẽo không? Không em, không. Ủa, anh không vậy? Thích con gái nhõng nhẽo, anh không, tức là tính anh nhây nhưng mà anh rất ghét gái nhây. Chứ ví dụ mà em nhây vui á, còn mà em về em nhây anh biết đầu lắm, anh chịu không nổi. Lỡ đâu em vậy rồi sao? Hay chịu luôn chứ sao giờ. À, em có một cái mẫu hình lý tưởng nào về bạn đời của em không? Em ngoại hình sống được à, đừng có tròn quá là được à. Còn mấy người ta nó múp ma múp miếp dễ thương mà. Múp thôi nhưng mà đừng múp quá được. Bạn đó chỉ cần là ngoan thôi, nhưng mà đừng hiền quá, phải giữ giữ một tí, cách tính một tí là tốt rồi. Ngoan là sao? Kiểu như là tâm tầm tứ đức á chị. Vậy là quá ngoan rồi đó. Cỡ đó. Rồi giờ bạn gái thích mẫu người lý tưởng thì sao nè? Em thích chững chạc, trưởng thành xíu, kìm được cái tính lầy nhây của em là được rồi. Lầy là lầy sao nữa? Dạ nói chung là em bất chấp á chị. Em hay làm liều á. Làm liều sao? Ví dụ như là bảo hôn mà ảnh không hôn, em hôn ảnh. Ví dụ hẹn hò đi, rồi cái em đứng em đợi ảnh hoài, sau trước cửa đầu hẻm không thấy ảnh ra. Cái em đi vô nhà ảnh em coi ảnh có bị gì không mà sao lâu tới chỗ hẹn quá vậy. Dạ. Cái em vô nhà ảnh cái thấy ảnh đang còn tắm trong một tắm, đứng đợi hoài 15-20 phút ảnh cũng chưa ra. Dạ. Thì giờ với mức độ lầy của em là em làm gì? Em phá cửa em vô chị. Vô luôn. Được. Được không? Khá được tính chị. Mạnh mẽ. Được đường đấy. Đường nào không thấy thì chị thấy trước cũng được sao đâu. Ồ dữ nha. Thôi tôi sợ cô rồi đó. Ngoại hình có thích ngoại hình như thế nào không? Qua coi nè. Dạ em thích người cao hơn em khoảng 1m65 trở lên. Bề ngoài thì gọn gàng tươm tất là được, tại vì em cũng ưa sạch sẽ. Rồi, hiểu rồi. Nhìn dơ dơ là em cho out luôn á. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi chị. Nhiều đó thôi ha. Dạ. Hay không? Hay ok không? Râu ria xồm xoàm. Nhưng mà không biết có dơ không. Thì đó, nhìn coi. Tắm nửa tiếng. Sợ lắm chị. Yên chí chị. Chắc là cũng ngồi nhổ râu hay đếm râu gì đây. Cao nhiêu? Dạ em trên 1m7. Sao mình cũng tròn, mình không thích người ta tròn. Hơi thôi chị, em thích hơi lắm á. Rồi bây giờ định giờ chừng nào lấy vợ? 6 tháng năm ai ấy luôn là được nếu. Ai ấy là gì? À, cái tìm hiểu á, xong rồi chị đứng vô tìm hiểu xong rồi để mình lấy luôn người cũng được. Rồi sống thử được không? Có cần sống thử không? Ai sao không được chị? Đàn ông mà. Thử rồi không lấy. Có chứ chị, em có trách nhiệm, chị nhìn em là man mà. Man liên quan gì cái trách nhiệm? À, tức là đàn ông man là người ta phải có trách nhiệm gia đình. Chị đẹp thiệt luôn á, chị đẹp thôi. Chị biết mà. Em không có nhây bằng chị đâu, em đừng có giỡn. Bỏ nhây nha. Làm khó quá đúng không? Yên tâm, có anh liên quan coi bên đàn gái thế nào, coi nhây. Em chào anh gái. Dạ. Ôi ơi, dễ thương quá. Ai cũng nói vậy trơn. Ai nói vậy hả? Không, anh nói chơi mà. Không, nói chứ dễ thương. Không, anh nghĩ đây là một người cá tính đấy. Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha em. Những người nào ta nói ra thấy dễ nhưng không phải dễ đâu. Làm thử đi anh. Cái này khó à. Em ghét gì nhất ở người đàn ông khi mà về sống chung? Em ghét tính đi bo, bủn xỉn á, hay em ra lệnh cho người khác. Em trai em kia có tính đàn bà không? Dạ không à. Không. Kỳ bo có không? Ờ cái đó chắc chắn không à. Hay đổ lỗi cho người khác, chỉ đạo người khác có không? Dạ không luôn à.
Vậy với quản lý nhà hàng ông chỉ đạo ông làm gì? Em chỉ bảo bạn nhân viên làm thôi. Em không ra lệnh à? Được. Anh này cũng dễ thương, nói chung nãy giờ anh cũng hài hước lắm. Em cũng là một con người cá tính mà cũng vui. Dạ. Anh nghĩ rằng hai người cũng hợp đấy. À, nếu như mà đồng ý thì em ảnh đồng ý hẹn hò, em đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì em có thể cho anh bước tới? Nếu được thì làm liền anh. Trời dễ thương quá. Anh chịu quá à đó. Làm luôn nha. Em có đi chung người thân không? Dạ, hôm nay em đi với em gái, mấy chị đồng nghiệp với lại trợ lý của em. Thật có trợ lý nữa hả? Dạ có. Làm gì có trợ lý ghê vậy? Dạ tại vì từ buổi casting tới bây giờ là chị lúc nào cũng đi theo em á chị. Em gái trước đi. Em ruột á hả cưng? Em ruột đi. Dạ em thấy thì anh cũng được. Chắc cũng hợp với chị của em. Có gì không ổn không em? Thấy mặt em vẻ nhăn nhăn vậy, em không ổn chỗ nào em nói đại đi. Chị em thì thích đàn ông hơi trưởng thành mà. Em thấy anh thì nói hơi nhiều. Vậy là chưa trưởng thành đó, ý ta nói vậy đó Toàn. Dạ. Thực sự là đến cái chương trình này thì việc mà chia sẻ với nhau quan trọng là cái điểm vui trước. Còn sự trưởng thành của người đàn ông không đánh giá với nhau là từ 1 hoặc 2 phút. Nên anh nghĩ là như vậy. Anh nghĩ anh đến tuổi anh đủ trưởng thành để anh xây dựng một cái gia đình. Rồi, tới cô trợ lý coi sao. Trợ lý đi theo bữa giờ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả tại trường quay. Thì Dân ơi, chị thấy anh bên này rất là hài hước, lanh nữa và rất là hiện đại. Chị thì lại thấy là rất là hợp với em. Nói về Dân á, thì em nói thiệt là Dân á, là một cây cười của công ty. Cho nên là nhiều khi đang làm trong một cái môi trường rất là căng thẳng và bế tắc vậy đó. Thì chỉ cần Dân nói một câu thôi thì cái không khí căng thẳng nó không còn. Nhưng mà công việc thì vẫn bế tắc. Sao bạn Toàn, lực lượng của mình đâu? Dạ hôm nay em đi với lại đồng nghiệp của em à. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào khán giả trường quay ạ. Anh Toàn là sếp của em. Cũng như anh Toàn nói, anh Toàn là một người hòa đồng, vui vẻ, ảnh trưởng thành. Mình sếp ha. Chị theo ảnh thì em nghĩ là ảnh không làm chị buồn đâu. Ảnh có cái tật xấu gì nãy giờ anh chưa khai nữa không? Sếp để em thiệt nha, không có định sếp. Nói đại đi, ổng không có làm gì em đâu lo. Dạ không, biên bản á chị ơi. Biên bản hả? Dạ. Ghê vậy. Dạ không, em giỡn á chứ. Ảnh tốt bụng với lại rất hào phóng. Rồi, cảm ơn em. Cũng được, cảm ơn các bạn. Thôi, cho cặp hài hước này gặp nhau đi. Tính ha. Cảm ơn lên. Được đấy. Thời gian, không gian này là của em. Mời hai em. Gì vậy? Sao vậy? Không, em... Em cảm nhận với anh như thế nào đúng không? Không, đâu có đâu. Sao? Em thấy anh sao? Dạ, anh thì nhìn cũng ngon. Nói chung là em nhìn anh là chuẩn men đó. Không sáu múi cũng được. Em nghĩ sao về kết hôn sớm nó sẽ có vấn đề gì không? Khi mà mới quen nhau một hai tháng mà mình muốn ấy kết hôn á. Kiểu vậy. Thì ấy ấy là sao? Cái kiểu như mình hẹn hò xong rồi mình kết hôn á. Dạ, tại vì em thấy có nhiều cặp đôi á, họ yêu nhau tới 5, 6, 7 năm. Nhưng mà họ đâu có đến với nhau được đâu. Còn nhiều cặp thì họ yêu nhau khoảng mấy tháng. Nhưng mà họ hiểu nhau, họ thấy hợp tính nhau thì họ kết hôn thôi. Em chết lắm rồi, chết giống mạnh. Thì anh có nói nhiều không? Thỉnh thoảng thôi. Thỉnh đâu nãy giờ thấy luôn chứ thỉnh thoảng. Nói mà chót luôn. Chị thấy gì chứ em mong manh lắm chị. Bớt nghĩ đi cưng. Với lại em không nói nhiều. Tức là có một cái vấn đề anh sẽ không nói nhiều nhưng mà anh hay lặp lại thôi. Là có nghĩa là càm ràm á hả? Không phải là càm ràm. Tức như là một vấn đề, thí dụ như em dễ thương thì anh sẽ khen em hoài kiểu vậy. Đâu, cái đó quá, được, cái đó được quá. Mỗi ngày khen cái ngày đó anh nói hoài luôn kiểu vậy. Mình hát tặng bạn bài tỏ tình này kia, tình cảm lên trộm gung lắm luôn á. Ok, bắt đầu được chưa? Được, sân khấu là của em mà. Em cười cười đi, em đừng căng thẳng, anh gung lắm á. Tại vì chưa bao giờ anh ca trước mặt mọi người đông như vậy. Nếu không hát lên nặng lòng gia viên, nếu không nói ra làm sao biết anh thương em. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em. Anh gung quá chị. Tiếp đi, đang hay mà. Tiếp đi. Anh muốn nữa. Em thuộc bài như đó.
Em còn muốn hỏi anh gì? Đứng hình luôn hả Cưng? Vâng. Dạ em. Em biết hỏi gì hết trời. Yêu là một cái cảm giác. Cảm giác là nhìn là thích. Kéo màn là ấy cơ xúc lắm luôn rồi đó. Thì hy vọng là sau chương trình này chúng ta có thể đi hẹn hò, chúng ta sẽ biết tính tình nhau nhiều hơn. Dạ. Tôi nghĩ rằng các bạn cũng đã mắt chạm mắt và kể cho nhau nghe một vài câu chuyện nào đó cũng đã gây ấn tượng với đối phương rồi. Bây giờ vấn đề còn lại là chúng ta sẽ bấm nút 3, 2, 1. Bài luôn. Đúng thiệt em không đúng giỡn. Có đúng thiệt không em? Có đúng thiệt không em? Không luôn chị. Có đúng đâu. Đó. Mạnh dạn lên em. Em trai, mạnh dạn lên. Đây, đây là những vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ủa nãy hung rồi luôn hả? Hung rồi. Nó em qua quay qua lấy quà cái hung quay cặp qua. Cặp này rất là hiện tại, anh thích như thế. Trời mình đất đừng có. Không bây giờ cô này hung là anh coi. Cao quá chị quá chết. Dễ thương. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và hy vọng là hai bạn sẽ sử dụng món quà này nè. Đây là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trọn gói trị giá 15 triệu đồng, có thể áp dụng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ. Hy vọng sử dụng nha. Cái ưu điểm của con thì con nghĩ là con tự tin con là người phụ nữ của gia đình. Mình cứ phải gọn gàng sạch sẽ. Mặc đồ hở hang chút được không? Đừng sexy, hở quá, đừng hở sexy quá. Sexy hở hang hay là phải kính cổng cao tường, em muốn sao? Giờ mà đã xác định đến được với nhau ấy thì mình sống làm sao cho nó chân thành đến hết cuộc đời luôn, chứ không thích giả dối hay là cứ yêu nhau được vài buổi xong bắt đầu lại chia tay. Anh không muốn như vậy á. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ anh trai sẽ là người giới thiệu sơ lý lịch trích ngang của mình cho bên đàn gái nghe nha. Rồi, mời em. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và bạn gái bên cạnh ạ. Chào tất cả mọi người, tất cả khán giả ở trường quay ạ. Thì em tên là Nguyễn Văn Tình. Em năm nay 32 tuổi ạ. Em quê ở Hà Nam và hiện tại em đang ở Gò Vấp ạ, Hồ Chí Minh. Tình làm gì Tình? Dạ, em làm nhân viên ở văn phòng ạ. Rồi, còn mình giới thiệu về mình đi. Dạ. Con xin chào cô Hồng Vân. Con xin chào chú Hương Linh. Con xin chào tất cả các cô chú, anh chị đã ngồi ở trường quay. Con tên là Cao Dương Hồng Ngọc. Con đến từ Nha Trang. Năm nay con 27 tuổi. Hiện con đang làm việc tự do. Vừa làm ở Sài Gòn, vừa làm ở Nha Trang. Ồ, vậy không hả? Cố định. Nhưng con làm về ngành gì? Dạ, hiện giờ con đang hợp tác cùng với lại bạn của con. Đang mở spa. À spa. Rồi. Mình có điểm yếu điểm mạnh nào vậy em? Dạ, em có ưu điểm là em không hút thuốc ạ. Không hút thuốc. Không rượu bia và không ăn nhậu chơi bời ạ. Trung tâm làm ăn và sống hướng về gia đình ạ. Rồi. Tính cách của em là thẳng thắn, năng động và sống có trách nhiệm. Có một cái nhược điểm gì không? Nhược điểm của em thì em ăn không ăn được mỡ, thịt mỡ. Nói chung là kiểu kén ăn. Mỡ ngon lắm trời, Tết một hộp mỡ cục cục rồi nè. Nhưng mà em không ăn, ăn được. Ăn leo cà chua ớt cắn được. Bố em cứ bảo là cái điểm này của mày không biết là mai sau mày lấy được người nào chiều được mày luôn. Vậy là không ăn thịt mỡ luôn? Không ăn thịt mỡ. Ừ, hàng chi tướng tốt quá. Tướng tôi ăn thịt mỡ khác. Mà còn nhà mình gái có điểm yếu điểm mạnh gì mình nói luôn cưng. Điểm yếu của con nghĩ là có thể là do tính của con nó độc lập từ nhỏ. So với nhiều người có suy nghĩ gọi là hơi cố chấp một chút xíu thì gọi con là bất cần. Nhưng thiệt ra thì con tính con là luôn chủ động mọi việc. Còn cái ưu điểm của con thì con nghĩ là con tự tin con là người phụ nữ của gia đình. Đấy, anh trai bên đấy có nghe không? Nghe dạ, rồi. Có. Như thế là tốt, nhưng hơi cái bất cần là chưa biết sao. 27 tuổi thôi mà người ta rất là bản lĩnh đó nha. Em trai, đường tình duyên của em thế nào? Em thì nói chung là trước đây em quen hai người á. Mà lâu lắm rồi, nói chung là chỉ gọi là quen sơ qua thôi. Chứ không có gì sâu sắc cả. Sơ qua là mấy tháng? Cái bạn đầu tiên thì em quen có tháng à. Về sau cái khoảng cách nó xa quá em không quen nữa. Rồi bạn thứ hai mấy tháng? Bạn thứ hai thì cũng chỉ được mấy tháng, nhưng mà cũng là khoảng cách xa nữa. Mấy cả bạn ấy cũng không có. Nói chung là cũng chưa có mối tình nào sâu đậm đúng không? Dạ vâng. Rồi. Rồi, còn mình bên đây sao nè? Dạ, gọi là mối tình mà gọi là đặc sắc nhất thì chỉ có một thôi, là mối tình đầu là xong.
Và cách đây cũng khoảng là tầm 7 tới 8 năm rồi. Con cũng có tìm hiểu nhưng mà nó không sâu đậm, không hợp với nó, mình. Nó dạ. không sâu đậm đúng không? Dạ. Ok, vậy là hai bạn giống nhau rồi đó. Rồi vậy bây giờ cái mẫu người đàn ông lý tưởng mà con muốn là như thế nào? Con thì đơn giản, con không quan trọng vấn đề là xấu đẹp, nghèo, giàu. Cái con còn là một người đàn ông mà gọi là có định hướng trong tương lai, nghề nghiệp, độc lập, tâm lý một chút xíu. Con có cần người đàn ông đó phải có, phải giàu có không? Dạ không, tại vì con cũng có thể tự làm ra tiền. Ok, rồi để qua coi nhà trai sao nha. Thôi, nhà trai tôi cũng dạng cao ráo đẹp trai á. À, mở thấy chưa? Em chào chị ông Vân. Ừ, chào cưng. Không có mặc áo màu tím đâu, sợ. Em nghe cái cô gái bên đây nói về cái mẫu người đàn ông thì nói em thấy là mình có bao nhiêu phần trăm trong đó? Nếu mà bạn ấy nói như vậy thì em thấy em cũng có độ khoảng 60-70%. Tại vì em cũng có cái tính tự lập. Từ xưa đến giờ em cũng làm cũng tự lập. Tự lập là sao? Em tự lập ở đâu? Trước là em đi bên Nga về ạ. Em đi Nga hả? Em ở đâu? Ở Moscow hay là ở đâu? Em ở bên thủ đô Moscow luôn. Moscow luôn? Dạ. Em có biết nói tiếng Nga không? Em thì làm việc ngoài chợ cho nên là nói tiếng Nga nó không có được chuẩn. Chỉ biết gọi là theo kiểu giao tiếp chợ búa thôi. Thôi em cứ việc nói đi, anh không có hiểu đâu, em đừng lo. Với cái người phụ nữ mà em có đòi hỏi gì ở cái người phụ nữ của mình? Em thì cũng không cần phải xinh đẹp quá đâu, cũng bình thường thôi. Em thích người hiền lành, chăm chỉ chịu khó và biết đối nhân xử thế. Cái mẫu hình lý tưởng em có cần thiết gì về chiều cao, mái tóc hay là cái gu thẩm mỹ như thế nào? Chiều cao thì em thích cao từ độ khoảng 1m57-1m58 trở lên. Rồi trời ơi, phụ nữ là từ quá, đó nữa. Đừng cao quá, cao quá em không thích. Còn cái gu thẩm mỹ thì nói chung là cũng biết ăn mặc một chút, chứ đừng có tề xòa quá. Mình cũng phải gọn gàng, sạch sẽ. Mặc đồ hở hang chút được không? Đừng hở quá, đừng hở quá. Sexy hở hang hay là phải kín cổng cao tường, em muốn sao? Nói chung là cũng không phải kín cổng cao tường lắm đâu, cũng bình thường thôi, mặc sao cho nó đẹp là được. Tùy theo thời tiết thôi. Vâng. Để anh Quang coi cái đàn gái sao. Nãy giờ nghe giọng đàn gái chắc dễ thương lắm, bởi cái giọng á tròn em, tròn ha. Em nghe cũng thấy dễ thương. Mấy người mà giọng tròn tròn á là mặt cũng tròn tròn, người cũng múp míp. Đây. Con chào chú. Trời, gái dễ thương nha. Thấy chưa, chú đoán đúng không? Rồi, xinh, rất là xinh ha. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, không thích người đàn ông của con có thể là nhu nhược với lại là lặp lại. Nghĩa là cái vấn đề sự việc đó riêng con thì ví dụ như xảy ra việc đó thì phải giải quyết cho xong, và giải quyết xong rồi có nghĩa là đã thỏa thuận với nhau rồi thì thôi, không được nhắc lại nữa. Nhắc lại hả? Trời, chú hay nhắc lại, chú nhắc hoài, chú nhắc có mấy chục lần luôn. Nhiều cái vui vui nhắc hoài. Tật vậy thôi chứ không phải gì chứ. Rồi, không thích điều đó đúng không? Rồi, yên tâm, thấy hai đứa này hợp đó nha. Trai cũng đẹp, gái cũng xinh nữa. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi bà mối. Đúng rồi. Còn sao cho hai trẻ gặp nhau đúng rồi. Ha, đẹp, có mặt. Không. Sao con cứ nhìn chú Linh rồi con tưởng tượng nó anh kia vậy? Anh kia khác hoàn toàn. Con đừng nói chữ mập ở đây. Nó đụng chạm nhiều người. Nhưng mà con thích. Hả? Con thích mập hả? Cỡ như chú là được. Ánh diện liền, ưỡn ngực liền. Nay con đi với ai ạ? Dạ, con đi có một mình thôi cô. Ồ vậy hả? Dạ. Thôi được rồi, cô đại diện cho nhà gái được rồi. Tôi thấy hai trẻ nên cho nhau một cơ hội. Ừ, đó. Nếu được thì bấm nút, vậy đi. Tôi thấy tự nó cũng tạo cơ hội cho nhau rồi, khỏi cho. Trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với cả chị, với cả bác, với cả em. Đi khác. Vâng. Dạ, cháu xin chào chú Quỳnh Linh ạ, chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Cháu là chị của Tình ạ. Thì nhận xét của cháu về em gái bên đây thì thấy cũng hiền, dễ thương ạ, xinh. Cháu thấy cũng hợp với cả Tình ạ. Thì Tình năm nay là cũng nhiều tuổi rồi nên bố mẹ cũng sốt ruột lắm rồi ạ. Thì mong sao qua chương trình này thì hai em cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi, bây giờ mình kéo rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chào em ạ. Anh có món quà tặng em này. Tại sao lại tặng xương rồng, nói nghe coi. Cây xương rồng này nó cứng cáp mà nó rắn giỏi đấy. Quảng đâu nó cũng có thể nó sống được đấy. Thì mình chỉ cần tưới nước là nó sống được đấy. Ý em nói là ý em muốn gửi bạn gái như vậy ạ. Ý bạn gái để đâu sống cũng được gì.
tặng xương rồng, ý muốn làm cái hàng rào này quanh em. Em cắm quà thì tặng cho anh. Cái này là anh mở ra đi rồi em nói. Dạ, cái này là tự con đang. À, trời ơi, khăn màu xám rất chi là bến Thượng Hải luôn. Rồi, hai đứa ngồi bắt đầu nào, giao lưu đi nè. Dạ. Em chào anh. Chào em. Em nhận xét gì anh? Cũng được, về ngoại hình thì sao chú Huyền Linh nhìn con? Chú thường hay nhìn người đối diện lắm con. Còn chú không biết tại sao chú nhìn con luôn. Em không biết về tính tình như thế nào, cái đó thì sau này tìm hiểu tôi mới biết. Nhưng mà về ngoại hình ban đầu thì em cảm thấy tốt. Tốt ha. Thấy đẹp trai không? Ờ, cái trái tim quá đó đẹp. Có... Trời, quá đẹp. Cái trái tim của con nó có bị loạn nhịp chút đỉnh không? Dạ có, cho nên không biết nói cái gì nữa rồi. Tình cảm nhận về em gái như thế nào? Em cảm nhận về bạn gái này cũng xinh. Không phải cũng xinh mà cũng có quá xinh. Có giống như cái tưởng tượng của em không? Đó là không có cao lắm đó. Dạ. Em không thích cao đó. Không cao quá, đừng thấp quá. Trong cuộc sống hôn nhân đó, thì anh nghĩ như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Anh thì anh nghĩ là như anh bây giờ anh lớn tuổi đó, anh cũng muốn lập gia đình sớm để cho bố mẹ vui ấy. Cho nên là bây giờ mà đã xác định đến được với nhau ấy, thì mình sống làm sao cho nó chân thành đến hết cuộc đời luôn, chứ không thích giả dối hay là cứ yêu nhau được vài buổi xong bắt đầu lại chia tay. Anh không muốn như vậy á. Thật tình á thì tính của em á thì có thể là em sẽ là gọi là cứng cáp hơn những cái bạn gái bình thường cùng trang lứa. Khi mà cãi nhau hay như thế nào đó, em không thích người, nói chung là kể cả em cũng không thích nói nhiều. Mà ví dụ như xảy ra một vấn đề nào đó, em cần phải có hai người có sự nghiêm túc để nói chuyện với nhau. Nhưng khi nói chuyện xong rồi thì không được lặp lại sau này. Anh không thích cãi nhau, không thích to tiếng đâu. Nhưng mà phải cãi nhau thì mới hiểu được nhau như thế nào. Hẹn hò sao này hai đứa? Thế sau buổi hẹn hò này anh có thể mời em đi ăn cơm được không? Dạ được. Anh có chấp nhận yêu xa được hay không? Nói chung là không có ngại cái vấn đề đấy. Tại vì bây giờ đấy, nếu mà em mà xác định ở đâu, lập nghiệp ở đâu thì mình có thể bàn bạc. Chẳng hạn này, anh thì anh rất thích kinh doanh, anh muốn tìm bạn gái cũng thích yêu thích kinh doanh. Đúng người rồi đó. Thì nhưng... ví dụ như là em với anh mà đến được với nhau thì em thích ở đâu? Cái vấn đề ở đâu em cũng không sợ. Em chỉ cần là có ý chí thì ở đâu cũng làm được. Anh thì thực ra là ở ngoài quê thì anh cũng... Bố mẹ anh thích anh ở ngoài quê. Nhưng mà anh thích sống ở Sài Gòn. Anh thích... Hồi nãy anh nói là đến từ đâu? Hà Nam. Anh ở Hà Nam. Là Hà Nam Ninh. Đúng không? Bây giờ tách ra làm Hà Nam. Hà Nam với Nam Định. Con là người Nam thật sự. Nhưng mà năm nào con cũng về Bắc ở một tháng. Tại vì con có một cô bạn thân là ở Ninh Bình. Thế thì cách anh 30 cây à? Và tự tin được làm dâu Bắc rồi. Cách tại anh 30 vì cây. Năm đầu tiên con về thì chỉ là đi theo cô bạn đó về chơi thôi. Bởi vì nhà có dỗ. Và một mình con rủ 15 mâm chiến bát. Xong cô chú thương luôn. Và năm nào cũng dụ về để rửa chén. Coi như là làm dâu á, là phải chứ mà rửa chén đó. Rửa chén trong cái đám dỗ là phải, dạ, qua cái chuông đó là coi như là thấy dạ. Là có điểm để làm dâu rồi. Chú thấy rằng hai đứa hợp nhau đó. Bây giờ vậy nè, tình bước tới nắm tay cô gái, muốn nói gì nói rồi hát bài nào đó, đọc bài thơ hay nói về cảm nghĩ của mình về cô gái đó. Rồi hỏi bây giờ nếu chúng ta yêu nhau thì khoảng bao lâu mình có thể đến với nhau? À đấy, còn vấn đề thịt mỡ với lại thịt nạc đấy. Dạ. Đấy mập. Cái vấn đề đấy là nó cũng vấn đề đấy. Thích người mập thì cho nói cho em biết đi để... Dạ. Em biết. Dạ biết. Cũng biết nấu ăn à? Ví dụ anh không ăn được thịt mỡ, em có nấu được anh món khác không? Nếu mà anh không ăn được thịt mỡ thì em phải làm sao đó nấu để cho anh ăn được thì thôi. Tức là chiều được đúng không? Dạ. Chiều được ý theo ý của anh. Em không chiều nhưng mà em sẽ làm sao đó để cho anh có thể từ không thích chuyển sang thích. Anh có một cái bài thơ để tặng em này. Dạ. Bây giờ anh viết ra giấy, tại vì anh cũng tự anh nghĩ ra thôi. Cho nên cũng, bây giờ anh phải đọc. Hôm nay đến với chương trình, tôi xin nói hết tâm tình của tôi. Ghế đỏ thì cũng đã ngồi, cùng nhau bấm nút hẹn hò được không? Xin hết ạ. À đó, câu cuối cùng là phải nhìn thẳng vào trong mắt á, cùng nhau bấm nút hẹn hò được không? Dạ. Rồi, về trở về với cái ngồi đi các bạn. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nó. Không phải bấm để vừa lòng một ai đó đâu nha. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Có thời gian. Trời ơi, bấm cùng lúc luôn mới ghê chứ. Rất đều. Nào. Hãy nắm tay nhau.
Lần đầu tiên con được nắm tay con trai á chú ạ. À. Ủa vậy đó hả? Tình cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của em đi con. Dạ, thế cho em xin phép thơm mặn má không? Ừ. Đó, thơm và mặn. Đấy, trai hàng nam nó mãnh liệt lắm đấy. Rồi. Good. Chúc hai đứa mau có tin vui nha. Dạ. Ừ. Con chào cô. Rồi, con chào gái đi trước đi. Đấy.